Chào các bạn, G5 SE là một cái phiên bản thu nhỏ của chiếc LG G5. Nó thu nhỏ vậy thôi nhưng mà chiếc máy này chúng ta vẫn có thiết kế màn hình và cũng như là camera tương tự như là trên chiếc LG G5. Nhưng mà về cấu hình thì chiếc máy này sẽ bị rút gọn một chút xíu khi mà nó được trang bị con chip Qualcomm Snapdragon 652 có 3GB RAM, bộ ở trong là 32GB. Thay vì cái chiếc LG G5 thì nó được trang bị con chip cao hơn một chút xíu, đó là chiếc Qualcomm Snapdragon 820 có 4GB RAM. Tuy nhiên thì có một cái điều đặc biệt ở đây mà mình muốn nói với các bạn, đó chính là chiếc LG G5 SE này đang được bán tại Hnam Mobile với một cái mức giá cực kỳ là hấp dẫn, phải nói là sập sàn luôn. Chỉ với mức giá khoảng 6.990.000 đồng thì các bạn sẽ sở hữu được chiếc LG G5 SE này. Ở ngoài thị trường hiện nay thì cái chiếc máy này đang được bán với mức giá là 9.990.000 đồng, nên là sẽ cao hơn khá nhiều so với cái mức giá mà hiện tại Hnam đang bán chiếc máy này. Nhưng mà số lượng thì phải nói là cực kỳ giới hạn luôn, nên là các anh em có thể nhanh tay đặt cặp để sở hữu cái chiếc máy này. Trong tầm giá 7 triệu đồng thì có thể nói chúng ta có thể so sánh với những chiếc máy khác như là Oppo F1S 2017 hay là Moto M. Nhưng mà mình thấy thì về trải nghiệm chung thì cái chiếc LG G5 SE này nó sẽ cho các bạn một cái chất lượng tốt hơn khi mà các bạn trải nghiệm. Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái bài mở hộp trên tay và cũng như là sử dụng thử cái chiếc LG G5 SE này với mức giá tầm khoảng 7 triệu đồng thì chúng ta có nên mua cái chiếc máy này không? Và đây chính là chiếc hộp của chiếc LG G5 SE. Và các bạn có thấy chúng ta sẽ có cái màu trắng ở phía trên này, và phía dưới này là màu xanh. Ở phía trên này sẽ có dòng chữ là G5 SE. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có cái màu xanh, một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng tăng 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 tăng. Cái phiên bản mình có thì nó sẽ có màu là Titan. Và chiếc máy này thì sẽ có tổng cộng là hai màu, màu Titan và màu Gold. Theo mình thấy thì màu Titan nó sẽ đẹp hơn màu Gold đấy các bạn. Nhìn nó mạnh mẽ và cũng như là nam tính hơn. Rồi, mình sẽ nói sao. Ở bên trong này thì chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng này và một cái thẻ, một miếng giấy về những cái quy định về bảo hành thôi. Trong này nữa thì chúng ta sẽ có cục sạc được làm màu trắng luôn các bạn. Ở phía trên này sẽ có dòng chữ là LG đấy, và phía sau này thì cho những cái thông số như là cho vào là 5V và 1.8A, thì sạc này cũng cho một cái khả năng sạc nhanh. Đây chúng ta sẽ có một cọng cáp và đây là cáp USB Type-C. Quá đã. Hộp tai nghe thì được làm rất đẹp và cũng như là bên trong tai nghe làm rất đẹp các bạn, màu trắng luôn. Cây đi lấy sim này được làm hình tròn. Ngoài ra thì rồi, như vậy thì trong hộp chỉ có bấy nhiêu đấy thôi các bạn. Và đây chính là chiếc LG G5 SE. Bây giờ thì mình sẽ bóc tem em nó ra. Cảm giác này thật thích, thật là thích. Rồi xong. Đó, sau khi mà bóc tem ra thì cảm giác cầm nắm cái chiếc LG G5 SE này phải nói là nó không khác biệt gì khi mình cầm chiếc LG G5 y chang các bạn. Vẫn sở hữu một cái thiết kế module hóa thì chúng ta có thể mở ra phần ở phía dưới này để các bạn có thể lắp các module vào với nhau. Tuy nhiên thì ở đây mình do không có sở hữu các module nên là không có thể nào mà lắp cho các bạn xem được. Nên là khi nào mình có đầy đủ những cái đồ chơi module của LG G5 cũng như là G5 SE thì mình sẽ làm một cái video để giới thiệu cho các bạn xem. Chiếc LG G5 SE này cho một cái cảm giác cầm nắm rất tốt. Khi mà bốn góc của máy thì được bo cong mềm mại, đi kèm với đó thì phần mặt lưng được bo cong về hai cạnh, nên là cho cảm giác cầm nắm dễ chịu và cũng như là thoải mái, không có cảm giác bị cứng tay khi mà các bạn cầm. Ở mặt trước của chiếc máy này thì sẽ sở hữu màn hình có kích thước là 5.3 inch và độ phân giải lên đến 2K, nên là phải nói là màu sắc trên cái chiếc máy này nó hiển thị một cách rất đã khi mà các bạn xem phim cũng như chơi game trên cái chiếc máy này. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ có camera trước có độ phân giải là 8MP cho các bạn thoải mái selfie này. Mình sẽ test thử khả năng selfie thử xem. Yes. Đây là camera trước của máy. Đấy, cũng đẹp trai lắm các bạn. Sẽ có những cái chế độ làm đẹp khác nhau. Beauty. Đấy, phía dưới này, phía sau này là anh trai cũng rất là đẹp trai. Bê đề quá. Ok, bây giờ thì mình sẽ thoát ra. Rồi, cái bên này chúng ta sẽ có cảm biến và cũng như là loa thoại. Và phía dưới này vẫn là cái phím home, phím back và cũng như là cái phím đa nhiệm được đặt nằm bên trong màn hình. Các bạn thì vẫn có thể điều chỉnh lại những cái phím điều hướng ở phía dưới này bằng cách là các bạn vào cái phần setting, sau đó vào cái phần home touch button ở phía đây. Sau đó mình sẽ chọn, đây ví dụ như mình không thích cái phím chuyển đổi giữa các sim với nhau, mình sẽ bỏ nó ra. Đây, mình bỏ nó ra chỗ này mới đúng. Đây, ở đây thì sẽ còn phím back, phím home và cũng như là phím đa nhiệm. Các bạn thích cái phím nào thì các bạn bỏ vào. Đó, không thích thì bỏ ra luôn cũng được. Rồi, ở mặt sau này thì cái chiếc G5 SE nó được trang bị cái cụm camera kép rất là hầm hố như thế này. Chúng ta sẽ có một camera có độ phân giải là 16MP và một camera có độ phân giải là 8MP, cho các bạn một cái khả năng chụp ảnh nó tốt hơn khi mà các bạn đi du lịch và cũng như là đi dã ngoại ngoài trời với bạn bè của chúng ta. Và ở đây thì chúng ta sẽ có đèn flash này. Ngoài ra thì cái camera chính của chiếc máy này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta
rất là nhiều cái điểm thú vị như là cái công nghệ chống rung quang học OIS hay là tự động lấy nét bằng laser. Đấy, và các bạn có thấy khả năng lấy nét và cũng như là cho một cái tốc độ chụp rất là nhanh. Và cái phần giao diện camera của chiếc máy này cũng rất là đơn giản này. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái chế độ chuyển từ góc chụp bình thường sang một cái góc chụp cực trọng này, bấm vào đây. Đấy, thì lúc này cái camera kép của cái chiếc máy này sẽ phát huy tác dụng. Và nó là góc chụp của chiếc máy này rất đã, quá rộng luôn các bạn. Đó, mình sẽ cho các bạn xem thử hai cái tấm ảnh. Một cái tấm ảnh chụp bình thường và một cái tấm ảnh chụp góc rộng. Đây, chụp bình thường là như thế này đây. Đó, giờ thì sẽ thấy cái cục sạc, đó, cáp cũng như là tai nghe. Rồi, chụp góc rộng này, đó, quá lớn luôn. Thấy cả một cái khúc phía sau luôn các bạn. Nên là mình nghĩ là khi mà các bạn đi du lịch á, với những cái khung cảnh lãng mạn như là chụp biển này, chụp những đồi chè hay là chụp bình minh hay là hoàng hôn, thì cái chiếc LG G5 SE này nó vẫn đáp ứng cho chúng ta một khả năng chụp ảnh rất tốt và cũng như là chụp góc rộng tuyệt vời. Tiếp theo thì ở đây thì sẽ có một cảm biến vân tay một chạm và nó là cũng đóng cái vai trò như là cái phím nguồn luôn. Rồi, ở phía dưới này sẽ có dòng chữ là G5, chữ nhỏ phía trên này là SE. Đấy, trên đỉnh của máy thì các bạn có thấy là chúng ta sẽ có jack cắm tai nghe 3.5, cái cổng hồng ngoại để các bạn có thể điều khiển những thiết bị ngoại vi trong gia đình. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có cổng sạc USB Type-C và cái lo ngoài. Khe cắm SIM và thẻ nhớ thì nó được đặt nằm ở bên cạnh phải này. Và chiếc máy này thì sẽ hỗ trợ 2 SIM và cũng như là một thẻ nhớ. LG G5 SE thì nó sẽ hỗ trợ thẻ nhớ có dung lượng lên đến 200GB. Cạnh trái thì chúng ta sẽ có phím tăng và giảm lượng. Những cái phím cứng trên chiếc LG G5 này thì mình thấy là nó cho một cái độ đàn hồi và cũng như là độ nảy rất tốt. Về cấu hình thì như mình đã nói ở đầu video thì cái chiếc LG G5 SE này nó được trang bị con chip Qualcomm Snapdragon 652 có 3GB và bên trong là 32GB. Hiện tại thì đang được chạy trên cái nền tảng là Android 6.0 Marshmallow và được tùy biến lại theo cái giao diện của LG. Giao diện này thì các bạn có thấy là mượt mà và cũng như là nó cho một cái độ ổn định rất tốt. Đi kèm với đó thì máy được trang bị một cái viên pin có dung lượng là 2800mAh. Và máy cũng được trang bị công nghệ màn hình on-way on display luôn hiển thị thời gian như thế này cho các bạn sử dụng cũng như là coi giờ cũng rất là tiện lợi. Tổng chung lại thì mình thấy là cái chiếc LG G5 SE là một cái chiếc máy rất đáng tiền. Và nếu mà so với những sản phẩm trong tầm giá 7 triệu thì cái chiếc LG G5 SE được xem như là không có đối thủ. Chúng ta sẽ có một cái chiếc máy có thiết kế rất đẹp, đi kèm với đó thì sở hữu một cái màn hình có kích thước là 5.3 inch, độ phân giải 2K. Màn hình này phải nói là cho các bạn một cái trải nghiệm xem phim và chơi game cực kỳ là đã luôn. Đi kèm với đó thì cái điểm mà mình thích nhất trên cái chiếc LG G5 SE này đó chính là cái phần camera kép ở đây. Với camera kép này thì mình tin rằng khi mà các bạn đi du lịch hoặc là bạn đi chơi, đi dã ngoại ngoài trời thì không cần phải mang theo một cái máy ảnh cơ rất là to cồng kềnh mà chúng ta có thể sử dụng luôn cái chiếc LG G5 SE này để chụp ảnh và lưu lại những khoảnh khắc bên bạn bè và người thân của mình cũng rất là tốt. Và theo các bạn thì với mức giá tầm khoảng 7 triệu đồng thì các bạn sẽ mua LG G5 SE hay là một cái chiếc máy nào khác ngon hơn cái chiếc máy này? Xin mời các bạn để lại comment bên dưới video. Nếu mà các bạn thấy video này hay bổ ích xin mời like, share và đừng quên subscribe kênh YouTube của H Channel. Và các bạn lưu ý nha, số lượng của chiếc máy này đang được bán tại HNA Mobile phải nói là cực kỳ giới hạn tại vì chiếc máy này quá rẻ, quá ngon, quá bổ.